Trong dàn bạn gái cầu thủ, Nguyễn Trang Nhung đích nam Nhung Boom không phải là một cái tên nổi bật như Quỳnh Anh hay Hoàng Anh Út, Lính Xuân. Bởi cũng so với những cặp đôi này, Dân Toàn Nhung Boom rất ít khi chia sẻ chuyện tình cảm lên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chàng cầu thủ và nàng nhân viên ngân hàng đã bên nhau được 4 năm nay. Kể từ khi được biết đến với vai trò bạn gái cầu thủ, Trang Nhung không chỉ kín tiếng trong tình cảm mà cô còn có phong cách ăn mặc khá kín đáo. Cho dù là xuất hiện trước công chúng hay trên, Nhung Boom đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục đơn giản, dễ thương. Trang Nhung vốn theo đuổi phong cách đơn giản, kín đáo. Nhưng nếu theo dõi Nhung Boom, không khó để nhận ra thời gian gần đây cô nàng đã thay đổi rất nhiều. Trên trang cá nhân của mình, Trang Nhung thường xuyên đăng những bức hình khá gợi cảm, hoàn toàn khác với phong cách đáng yêu, ngọt ngào trước đây. Khi thì nàng nhân viên ngân hàng chọn giấy khoác ngực khoa dòng một lúc lại diện rốt tốt với dòng eo con kiến. Nhưng gần đây cô nàng lại táo bạo đến lạ. Trang Nhung chăm khoa body hơn trước đây rất nhiều. Được biết, sau một thời gian ăn uống và tập luyện điều độ, từ một cô nàng lung thang mũm mĩm, Trang Nhung đã có dốc dáng thon thả như ý muốn. Mà mình đẹp thì tội gì mình không khoa cho thiên hạ trầm trồ nhỉ.